À, em xin chào tất cả anh chị em yêu quý máy bay cả nước nha. Mời anh chị em cùng ngắm cái mấy cái hoa mai của em nó nở bông gió nè ha. Để xem rồi đẹp không anh chị em. Bông gió mà nó như vậy anh chị em ha. Đây là cái giảo đa phúc rồi, cái này nó tàn rồi nè, nó to chành bành luôn ha. To lắm anh chị em ơi. Cái này thì nó hơi bị nhiều cánh, 2 4 6 8 10 12 13. Nè anh chị em, 13 cánh luôn ha. Nè, nó to, ở ngoài nhìn nó to lắm anh chị em ơi. Bự lắm. Bự dày đẹp. Đó là cái giảo đa phúc đó anh chị em. Rồi, em xin chào tất cả anh chị em yêu quý mai vàng ha. Đầu clip á, mời anh chị em là xem mấy cái hoa mai nở bông gió ha. Đó, cây giảo đa phúc nó nở đẹp như vậy đó anh chị em ha. Bông rất là lớn và bự. Nội dung clip hôm nay á, là để trả lời một số câu hỏi mà anh chị em đang cực kỳ quan tâm trong cái giai đoạn gần đây, nó là về nút nụ ha. Đó, anh chị em quan tâm tới nút nụ của cây mai rất là nhiều, đặt câu hỏi rất là nhiều đó. Thì sẵn tiện hôm nay em cũng trả lời cho anh chị em một vài cái thắc mắc để anh chị em yên tâm mà chơi mai. Chứ em thấy một vài cái chia sẻ trên mạng á, nó hơi gọi là hơi nói hơi quá cái vấn đề lên một chút xíu ha. Em thấy nó không có căng thẳng đến mức như thế. Chúng ta chỉ cần chăm một cách bình thường thì sẽ có được một cái cây mai trà tết một cách bình thường, chứ không có gì hết ha. Đó, anh chị em nhìn cái vườn của em nó cũng không có đến nhiều đâu. Thì ở đây thì khoảng cỡ, nếu mà cây thành phẩm mà chơi tết thì khoảng cỡ trên 100 cây từ cây mai ghép cho tới cây mai tàng thông này nha. Tàng thông là chiếm diện tích lắm, mà chiếm diện tích mà giá trị cũng không có cao bằng những cây mai ghép của em ha. Những cây hàng bonsai của em giá trị nó cao hơn và nó đẹp hơn đó. Đây là cái lô mà em đang trồng để chuẩn bị mình tiến hành ghép thời gian sắp tới ha. Mình sẽ ghép những cái cây phôi ghép nè, để chuẩn bị ghép nè, nó mọc mầm lên đây nè, vậy ha, đó. Nó bật lên nè. Thì cái này hôm bữa là em có nói rồi ha, thì lát nữa có gì mà rảnh thì mình nói thêm một vài vấn đề về cái phôi ha, để anh chị em nắm bắt, mình làm cho nó dễ. Rồi, nó thành công ngay từ đầu thì nó tốt hơn là để nó xảy ra chuyện rồi thì mình xử lý nó chậm, nó mất thời gian rồi. Rồi mời anh chị em xem một số cây mai của em ha. Anh chị em xem đi, trên vườn nè ha. Cây nào đen đầu, cây nào xanh, anh chị em có thể thấy ha. Đó, anh chị em có thể thấy từ cái tổng quát như vậy đi. Anh chị sẽ thấy là một số cây nó xanh đen, một số cây thì nó lại bắt đầu đang xanh mở gà, đúng không? Đó, một số cây bắt đầu nó đỏ đỏ nè, như trường hợp này bắt đầu nó ra mầm đỏ nè ha. Thời điểm này thì những cái cây mai mà nó ra như vậy nè anh chị em là đẹp ha. Và hiện tại bây giờ là gần như là toàn bộ cái miền Nam này mai nó phải ra mầm như vậy là cây của anh chị em ổn ha. Rồi cái đó mình phân tích sau. Clip hôm nay chủ yếu là em sẽ nói tới ba vấn đề nhanh gọn lẹ để anh chị em không phàn nàn về thời gian. Đó là thứ nhất, nói về vấn đề nút nụ. Cái câu hỏi của anh chị em hay hỏi em là cây của em nụ to quá thì phải làm sao? Đó là câu thứ nhất ha. Câu thứ hai là nụ thời điểm này thế nào thì sẽ tốt. Và câu thứ ba là cách tưới phân xịt thuốc. Đó, em sẽ làm ba cái chủ đề đó hôm nay ha. Quanh quẩn như vậy thôi. Cây bông zin mà nó đẹp như vậy nè anh chị em ơi. Ha, cây này là em cột cái dây xanh xanh này anh chị thấy không? Đó, những cái cây em đánh dấu á, là những cái cây mà nó bông nó đẹp như vậy nè. Đó. Bông zin mà như vậy là đẹp á chị em ha, anh chị em ha. Nè, vàng đậm nha. Cây này vàng rất đậm, nắng nó không thấy. Cây này vàng, màu vàng đậm. Giảo zin mà đậm màu như vậy là đẹp. Thứ hai là nhiều cánh mà cánh nó tròn đẹp như vậy ha. Rất là đẹp ha. Mà cái điều quan trọng nữa đối với những cây mà này em đánh dấu này nè, là nó gần như là nó ra bông gọi là sao nhỉ? Em hay dùng cái từ là nó đồng nhất anh chị em, tức là nó thuần ha. Ví dụ như chín cánh hết, lâu lâu chọc vô năm sáu cánh, một hai cái thôi, ví dụ vậy, thì nó là cái cây mai mà em gọi là thuần chín cánh, thuần năm cánh, thuần chín cánh, thuần bảy cánh ha. Em rất thích những cây mai mà nó thuần như vậy, nó vừa đậm màu thơm, ói là thơm nhuyễn như vậy là chắc chắn là sẽ thơm rồi. Đậm màu thơm, bông to dày nhiều cánh ha, rất đẹp. Cây này thì không được khỏe nhưng mà bông thì đẹp anh chị em ha. Đó, cây này là nằm trong cái tầm ngắm của em, là mình đánh dấu vào đó là mai đẹp ha. Anh chị em nào mà sở hữu những cây mai đẹp như vậy thì ngon quá rồi ha. Đây là anh chị em này, em hái thêm cho một cái nữa coi nè, nó nằm hướng khác nè ha. Đấy,
Đâu rồi? Nó nằm hướng khác mà nó nè. Tay bị sao vậy? Nè, ha, nó nhiều cánh. Anh chị thấy không? Nhiều cánh, cánh đẹp, bông tròn to ha. Nè, em để ra to nè. Đó, tròn to. Rất là đẹp, nghĩ rất là thơm. Đó, cho nó vào xí vàng. Đó, hai cái nãy đó anh chị em. Đó, anh chị em ha. Đó. Rồi, anh chị em quan sát cây của em nha. Đỏ choẹt, đỏ choe, đỏ choẹt ha. Nè, cây này bắt đầu đang thu thụ lùi nhân. Đỏ choe, đỏ choẹt đang bật ra nè ha, đang bật ra nè. Đó. Rồi, cái này nó không phải màu đỏ, nó màu khác nhưng mà vẫn là bật mầm ra rồi ha. Đây, đã xanh lá, đã đi ra thành đọt đón nón chuối rồi. Nó đã lớn nhiều rồi. Đây, mới nè ha. Nè, ha, đó, cây mai ghép nó sum suê ha. Đó, đó, đọt non anh chị thấy không? Rồi. Cây này xanh lét đúng không? Nhưng bắt đầu lè lưỡi xì đọt. Này anh chị em nhìn nè. Này anh chị em nhìn nè, từ cái nút cành nè, từng nút luôn nha, đều là nút lá đúng không? Em không buồn một chút nào ha. Em không có buồn đâu anh chị em ơi. Nút lá như vậy đối với em là điểm 10 cho chất lượng. Anh chị em cứ cười chê sao cũng được nhưng mà đối với em thì đây là nút nụ nè, thấy không? Đó, ra ngoài nút lá này. Nút lá là điểm 10 cho chất lượng. Bởi vì nó sẽ có cái giá trị của nó vào cái mùa làm nụ. Rồi, xin trả lời với anh chị em là cái câu đầu tiên là nụ to quá thời điểm này thì làm sao? À, mình thì không có kinh nghiệm để thực hiện những cái động tác là hãm nụ anh chị em ha, hãm nụ. Và mình không biết là những anh em khác kinh nghiệm như thế nào. Nhưng mình thì lại không có cái kinh nghiệm nào để hãm nụ to cả. Cho nên là thời điểm này mà cây của anh chị em bị nụ to là nó là thất bại ha. Và thất bại đây không phải là thất bại là anh chị em sẽ không có cây chơi Tết, mà là nụ to thì mình xử lý để kịp chơi Tết ha. Mà xử lý thì cũng cực kỳ đơn giản, không có gì phức tạp ha. Nè, cành nhánh nó đã chưa anh chị em ha, bắt đầu chuyển màu lá nè, nó ra trước, nó đi từ trước thì đã đi ba số được. Thời điểm này là vườn em đi ba số được 2 lần rồi ha, được 2 lần. Là bữa nay là giữa tháng 7 âm lịch đó anh chị em, hôm nay là ngày 16, 17 âm lịch rồi. À, em không nhớ nhưng mà đại loại là em đi được 2 lần phân rồi. À, mới hôm qua em mới đi lần phân thứ hai đó anh chị em. Đây, cây nó bắn tược đã không? Thì đối với những cây hiện tại bây giờ mà nụ to quá thì anh chị em thứ nhất sẽ phân biệt như vậy cho em để mình xử lý. Đầu tiên là có phải nguyên nhân, mình nói nguyên nhân trước để anh chị em xem có phải cây của mình nằm trong số những cái nguyên nhân này không. Thứ nhất là chắc chắn cây đó nó sẽ làm cây yếu bộ rễ cái đã, nghĩa là tàn nó không có được xum xuê như vậy ha, tàn nó không có được xum xuê như vậy. Nó tuy nó lớn nhưng mà nó lại rất là thưa cành ha. Vậy thì lúc đầu mình chăm bộ rễ nó yếu cho nên là khi nó bắn tược ra nó không sung, nó không sung dẫn đến cành nhánh nó không phát triển mạnh. Mà chính vì vậy đụng thời tiết bây giờ nó ôm nụ là bình thường, đó là yếu tố thứ nhất, đó là bộ rễ ha. Yếu tố thứ hai là bọt chỉ tấn công. Bọt chỉ tấn công anh chị em kiểm soát không tốt, không đúng thời điểm dẫn đến cái cành nó bị cùn. Khi nó ra cái nó bị bọt chỉ tấn công, nó cùn đọt thì nó sẽ làm nó già những lá bên trong này, nó già mà gặm thịt thời tiết này nữa thì nó sẽ tự khắc ôm nụ ha, tự khắc ôm nụ bông gió nè anh chị em ha, là bình thường đó, nụ già nó tự nở là bình thường ha. Rồi yếu tố thứ ba là anh chị em đi phân không đúng, có thể thôi nha, em không nói tất cả mọi người, tức là mình đang đưa ra những cái ví dụ anh chị em xem nó có đúng trong các trường hợp vậy không. Mình đi phân không đúng ở đây nghĩa là anh chị em đã đi phân có kali trước đó rồi, trong khi giai đoạn này là giai đoạn mình đi DAP từ tháng 2 cho tới tháng hết tháng 6 âm lịch luôn, là em đi DAP mà anh chị em lại đi ba số rồi, 16 16 16 17 17 17 gì, nói chung là bất cứ cái loại ba số nào mà miễn là có kali, anh chị em đã đi có kali rồi thì bắt buộc nó phải làm nụ ha. Đó là ba cái yếu tố đó, anh chị em xem cây của mình nó có yếu tố nào trong đó ha. Còn đó là nguyên nhân nó bị làm nụ sớm. Còn cái hiện tượng thì chắc chắn những cái cây nào của anh chị em mà nụ làm sớm nó sẽ nở sớm. Nở sớm ở đây là nở bông gió sớm thôi chứ không phải là anh chị em có bông chơi. Anh chị em nghe xong những giải trình của em, anh chị em sẽ có bông chơi ha. Đây nở thành bằng cây này, cây cây cúc vip để làm giống ha, làm giống không quan tâm tới nó. Đây, anh chị em cứ xem đi, là cái cây mai của anh chị em thời điểm này mà nụ to thì chắc chắn nó sẽ nở bông gió nhiều ha. Nó nở sung lắm, nó nở hết. Và anh chị em đừng có kìm hãm nó, đừng có kìm hãm nó nở. Kìm hãm ở đây là em đang nói cho anh chị em là dùng thuốc, dùng cái gì cái kia, cái này cái nọ cái kia theo ý ai đó em không biết, nhưng mà đủ mọi cách ha. Em thì em sẽ trình bày cho anh chị em làm theo cách đúng theo kiểu tự nhiên để cho cây Tết là có bông chơi ha. Nếu cây của anh chị em bị bây thời điểm này bị nụ quá nhiều thì anh chị em phân biệt ra cho em điều này để xử lý nè.
Thứ nhất, cây của anh chị em đã bị đứng hình lâu chưa? Được 40 ngày đã không ra tược chưa? Không ra tược ha, không ra tược. 40 ngày rồi mà không có nhú ha, không có lè lưỡi gì hết. Lè lưỡi là như vậy nè anh chị em. Em hay dùng từ là xì, nó xì đọt ha, xì đọt. Là như vậy xì nha, đó xì. 40 ngày rồi mà không xì thì cây đó là đang bị yếu ha, đang bị đứng, hoặc là nó không yếu thì nó cũng đang bị cái hiểu là nó làm nụ quá mạnh rồi. Thành ra cây đó là phải xử lý ngay. Đó là thứ nhất, 40 ngày mà không xì thì mới xử lý kiểu này ha. Thì anh chị em sẽ làm như sau. Lặt hết một số cái lá chân lá nách này đi. Ví dụ cây của anh chị em nó già quá mà ở trong nó có những cái lá nách, lá chân á, nhiều quá, lặt bớt một vài lá trong đây. Không có lặt lá trên kiểu trên cành ha, không lặt lá trên thân như là 50%, 30% gì cả, không không có lặt kiểu đó ha. Mình chỉ lặt một vài cái lá chân. Em có làm clip nói là vấn đề xử lý này rồi ha. Lặt lá chân nè, lá xấu nè, lá bệnh ở trong đây. Đó, lặt sơ đi để nó kích thích cái những cái mầm bên ngoài nó phát triển là một. Rồi. Mình sẽ đi phân. Đi phân là đi phân DAP cho em ha. Mình đi phân DAP kèm dưỡng rễ. Anh chị em tìm mua cho em dưỡng rễ như King Root cũng được. Check Root là ngon nhất. Gel, em đang xài gel dành cho số lượng nhiều như em thì anh chị em mua check root đi, check root bên trên mạng có, gel mua là nó bán nguyên hũ bự, xài không ngon bằng check root. Anh chị em cứ tin tưởng em mua check root xài nha. Check root một gói là 40 lít nước thì để tưới ha, một gói là phải 40 lít nước. Và DAP thì anh chị em sẽ tưới theo kiểu như vậy, DAP là 3 gram cho 1 lít nước, mỗi cây chỉ tưới 2 đến 3 lít nước, và một tuần anh chị em tưới một lần, tưới trong vòng 3 tuần liên tiếp. Thì em đảm bảo 3 gram thôi nha, 3 gram cho 100 à 3, 3 gram cho 1 lít nước DAP kèm kích rễ và trộn vào, thì mỗi cây như vậy tưới từ 2 đến 3 lít nước thôi, 3 lít phân thôi, và mình sẽ làm một tuần một lần trong vòng 3 tuần liên tiếp thì được 21 ngày. Sau 21 ngày bắt đầu cây nó sẽ nhú ra những, nó sẽ xì ra, nó bắt đầu nó xì ra những cái mầm này. Đây là cái mầm em nói đi nói lại để mình làm nụ sau này ha. Đây là những cái cành để làm nụ sau này. Còn những cái cành này nó ăn nụ hay là ăn lá thì nó trên đây nè, nó đang xì, nó đang lè lưỡi nè, đó đang xì nè ha. Đó, mỗi cái cành như vậy nó làm lá. Hôm nay là mình mới giữa tháng 7 âm lịch thôi anh chị em. Giữa tháng 7 âm lịch thôi mà anh chị em đã la trời la đất vấn đề nụ rồi. Thì anh chị em phải hiểu rằng là trước đó anh chị em đã làm cái gì, anh chị em làm cái gì sai để cho nụ nó đi nhiều như vậy ha. Nó đi nhiều như vậy là bởi vì anh chị em nôn nóng thôi, anh chị em nôn nóng, anh chị em tưới những cái thứ mà có kali thôi. Em thấy nhiều kênh cũng làm ba số sớm lắm, tháng 5 âm lịch đã đi ba số rồi, trong khi năm nay năm nhuần ha, mà năm nhuần hay không năm nhuần gì, thời tiết à anh chị em còn nói khắc nghiệt không khắc nghiệt thì năm nào chả vậy, năm nào mà chả khắc nghiệt không khắc nghiệt, năm nào ở mùa này cũng bông gió nở, năm nào mùa xuân nó cũng nóng nực khó chịu. Cái mai thì nó mình chăm tự nhiên để luôn 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 có những cái cành này, để luôn luôn có những cái mầm hoa, những cái bên trong nó nở thì những cái bên ngoài nó tiếp tục làm nụ là nó sinh tồn, là mình có cái mình chơi sau này ha. Cho nên là đừng có lo về nụ và cách làm như vậy ha, hãy làm cho nó ra nụ cách tự nhiên thôi, mình bỏ qua đi. Quay lại vấn đề này, tưới phân như vậy kích nụ xong thì mình sẽ làm sao? Thì mình sẽ tiếp tục vào một cái quy trình đi ba số ha, 16 16 16. Anh chị em muốn xài cái gì thì tùy anh chị em, còn riêng cái vườn của em xài ba số 16 16 16 ha, cộng TE thì càng tốt. Anh chị em ra vườn ra vựa cứ hỏi mua, người ta bán cho mình một ký về xài ha. Đó, đó là cái phương pháp dành cho những cây mai đứng làm nụ quá to và bị đứng tược. Anh chị em phải nghe rõ cái khúc hồi nãy nha, đừng có hỏi lại em, đừng có thắc mắc cái câu nói gì của em trong đó, nó em nói rất là kỹ rồi, anh chị em lắng nghe giùm em rồi làm theo nha. Còn đối với những cái cây mà đã xì tược như vậy mà nụ to, anh chị em nè nhìn nè, ví dụ nha, cây của anh chị em mà nó có những cái cây mà nụ nó quá to mà nó xì tược, nó bắt đầu nó xì tược như vậy, chúc mừng anh chị em. Bởi vì bình thường nó không phải là điểm 10 đâu. Cây mà đã nụ to bây giờ là điểm 5 chứ không có điểm 10 nữa. Anh chị em ha. Chẳng qua là mình cố gắng làm sao để Tết nó có cái bông trời. Đây, cây nè. Nó đi xít 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 như vậy. Đó, tùy theo cây nha, chứ phải cây nào đi xít xít vậy đâu. Tùy theo giống, tùy theo cây á. Thì đối với cây nụ to mà đã xì tược thì chúc mừng anh chị em, bởi vì sao? Nó bắt đầu chuyển mình và phát triển bình thường. Những cái nụ to đó vào tới tháng 10 âm lịch nó sẽ đã bông gió lần hai, nó sẽ đi hết 50% cái nụ to luôn, 50% thôi. Nhưng mà nụ to bên trong thôi nha. Còn cái phần bên ngoài này thì sao anh chị em? Phần bên ngoài này thì nó sẽ hình thành ra những cành nhánh và làm nụ dày kít như vậy ha. Dày, em ví dụ dày kít như vậy. Đó, nó làm nụ dày kít như vậy cho những cái phần ngoài. Cái phần ngoài. Đó, bắt đầu từ đó bắt đầu mình dưỡng chơi cho tới Tết. Vậy thì
Nói luôn cho anh chị em yên tâm, tháng 10 âm lịch trở đi nó sẽ nở bông gió lác đác tới mùa Noel. Noel dương lịch nó là 24 tháng 12 á. Nó sẽ nở lác đác tới mùa Noel là mùa đông. Và sau đó nó sẽ đứng. Cây của anh chị em có cây nó sẽ nở rất nhiều cái nở ít nhưng mà nó sẽ đứng. Và nở nhiều hay nở ít gì thì cuối năm anh chị em vẫn có từ 40 cho đến 50% bông chơi. Mà 50% bông chơi là những cái cây mà đây em sẽ quay trên màn hình cho anh chị em xem. Nó 50% bông là nó dày kít như vậy đó. 50% bông là chơi mệt mệt mỏi rồi. Mà 50% bông chơi đó chỉ chơi được có 30%, 20% thôi. Còn những phần trăm còn lại là tháng ngày mùng 6, mùng 7 là lặt hết rồi, dục hết rồi. Anh chị em thấy cái cây mai nó nhiều nụ đến mức như vậy cơ mà. Cho nên là hãy yên tâm. Hãy yên tâm. Nhiều khi anh chị em mới chơi lần đầu, 1, 2 năm anh chị em cảm thấy còn bỡ ngỡ và còn còn ngộp khi thấy nó ra nhiều, sợ ha. Sợ thì ai chẳng sợ, ngay cả em cũng sợ. Và cái chuyện mà khắc nghiệt vào cuối năm đó là hên xui, nhiều khi á, cuối năm mà nó bị một cái trục trặc gì đó về thời tiết mà nó nở banh cái vườn là chuyện bình thường. Mà thực ra em cũng chưa thấy cái năm nào em bị nở banh cái vườn. Cho nên là mình cứ làm phân đúng chu kỳ, đúng liều lượng. Anh chị em làm đều đặn như vậy thì cây của mình nó tuần hoàn, nó khó mà nó bị trục trặc lắm anh chị em. Trục trặc ở đây là tưới nước không đều cái nó nở nè. Ví dụ vậy em bị năm ngoái đó, sốc nước nè, sốc phân nè, nở banh đầu luôn chứ nở gì bình thường anh chị em ha. À, cây nào của em ở vườn nó cũng đang ra bông tược non hết anh chị em ha. Chúc mừng thôi chứ gì đâu. Còn nụ nó có làm hay không hả? Để em quay một tí, em quay một số cây, cây này không có làm nụ nhưng mà bắt đầu lên kim rồi. Bắt đầu lên kim rồi anh chị em ha. Hôm bữa là không có cái nào luôn á, để em hôm bữa là không có cái nào luôn, bữa nay lên kim rồi nè, anh chị em thấy không? Kim nè. Đó. Nắp 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 anh chị em thấy không? Đó, nhưng mà cái đầu cái ngọn ra nè anh chị em thấy không? Đó. Cái này là cái điểm 10 của mình sau này đó, chứ đừng có nghĩ rằng là nó đừng nghĩ rằng là bây giờ nó ôm nụ như vậy là anh chị em mừng nha, đừng 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 nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ là giờ này ôm nụ mà vui. Đây là không phải là bệnh ha, đây là già sinh lý thôi. Bây giờ là phải đi tược như vậy mới là vui ha, bởi vì nó ăn 3 số 16 có kali, từ giờ cho tới Tết nó sẽ làm nụ rất nhiều. Và một cái mùa nụ như vậy là cần tới 3 tháng ha, 3 tháng để hình thành cái nụ và nở cho nó chắc và đẹp ha. Thì mình cần 3 tháng, vậy thì đầu tháng 10 với em 11, 12, không 11, 10, 9, đầu tháng 9 là bắt đầu. Đầu tháng 9 mà cái cây của anh chị em nhé, nó ra như vậy nhé, là điểm 10 cho chất lượng luôn á, chứ đừng có nói. Nhưng mà từ giờ đến Tết nó ra hoài chứ không phải là nó như vậy đâu. Anh chị em đừng có quan điểm là nó ra là nổi dần 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 xong bắt đầu mình ngồi mình chờ mình cầm hả? Mình cầm giờ đến Tết nó nở cái đám này ra hả? Không có, không phải ha. Không có quan điểm đó nha, bỏ quan điểm đó nha. Nguyên một cái đạn này đây ra đây mà bây giờ này mà nó ôm nụ là vứt đi ha. Và mình sẽ dưỡng cho những cái đạn này nó ra. Chứ ngồi đó mà ôm cái nụ này hả, nó nở hết. Cho nên anh chị em đừng có tưởng tượng, đừng tưởng tượng bây giờ là cái cây phải bấm chặn đọt, nó xanh đầu, xanh đen, xong rồi ở trong đây là có bắt đầu hình thành cái kim, rồi bắt đầu cái cây nó ôm cái kim đó, nó phát triển tới Tết mà cái cành này không ra. Ở đâu? Cái cây nó phải ra cái cành này. Không có cái cây mai nào mà nó già trong đây, xong rồi cái nó làm cái nụ trong đây, xong rồi những cái lá để đen thui hoài, không phải đâu nha. Nó phải đi đọt như vậy. Đó là quy trình sinh trưởng một cách bình thường. Đó, anh chị em mà cây của anh chị em mà nó không đi tược á, nó không đi tược là đang ở sinh trưởng không bình thường. Anh chị em phải cẩn thận ha. Rồi, xử lý thì em đã chỉ cho anh chị em cách xử lý đối với những cây mai 40 ngày mà không ra tược ha. Còn đối với những cây mai mà nụ to nhưng mà giờ đi tược thì cũng ok, chấp nhận luôn. Và hãy yên tâm, và em chỉ nói trước những tình huống xảy ra cho anh chị em nắm bắt rồi ha. Nó sẽ nở bông gió những cái nụ bên trong vào tháng 10 ha. Tháng 9, tháng 10. Rất nhiều luôn. Nhưng mà hãy nhớ là phải làm sao làm những cái cành cây đó của anh chị em phải đi tược như vậy. Còn đối với những cây hiện tại bây giờ chả có cái nụ kim nào ha. Chẳng có cái nụ nào, chỉ toàn là nút mà không biết nút nụ hay nút lá, ví dụ vậy đi ha. Đó, toàn cái cành như vậy thì những cái cây này là ổn và mừng, không có vấn đề gì cả. Mừng là bởi vì từ giờ cho mình yên tâm, mình không có bị cái tình trạng làm nụ sớm nên yên tâm ha. Còn cái chuyện mà anh chị em bảo nó không có nụ hả, anh chị em nhìn đây một cái ví dụ trong cái cành này. Một ví dụ nha. Nè nhìn nè, nút nó hình thành hết không? Đó, cái nhiệm vụ mình làm sao để nó ra được cái nút đó. Đó thì cứ đi phân ba số bình thường. Đi phân ba số bình thường giờ Tết là tự động nó ra đẻ nhánh đẻ cành như vậy nè ha, lân đạm kali đó vậy đó. Nè anh chị em nè, nó làm nút nè. Nút này xanh xanh rồi, chắc là nút lá rồi ha. Đó. Đấy, nút nụ nè, tròn vo nè. Đó, thấy không? Đấy, cây lùn lực của em nè. Đó. Nó làm nụ nè anh chị em nè. Nụ nè, ôi trời. Nè, nó làm nụ nè anh chị em nè. Nụ nè, đó, thấy không? Những cái nụ này á, cũng chẳng hy vọng gì đến Tết đâu. Ha, em thì, em là em chủ yếu là tập trung mình làm nụ những quả cành ngoài. Còn những cái nụ đó nó nở hay không nở kệ nó ha. Còn cái này nè, anh chị em nhìn nè. Anh chị em nhấp đi. Nhấp đi, tại vì nó ra nó phá cái cây của anh chị em nó bị phá cái tàn rồi. Nhấp cái này đi để nuôi hai cái này thôi nè, cành non nè, cành non bên này nó xì nè, thấy không? Thì mình nhấp này đi để nuôi hai cành hai bên đó, nhấp đi. Đó là cách mình vẫn nhấp ha. Đây cây này ai kêu cây rau lan là không đẹp ha, cây này là luôn luôn mập theo kiểu cây rau lan đây. Nhưng nhìn đi anh chị em, nhìn đi, em sẽ cho anh chị em nhìn thấy cái sự đẹp của nó nè. Anh chị em nhìn nè,
Em ví dụ những con gió đang nở nè. Đó, nè, ví dụ nè. Nụ mà cành nó ra là mình nụ khít khít như vậy được không? Được không? Đây, rau lan mà ra nụ khít như vậy được không? Được không? Đó, anh chị em nhìn đi, nè rau lan. Rau lan mà nách nào nó cũng kim 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 nè, đầu đạn không à, thấy không? Đó. Rau lan mà toàn là kim đầu đạn tùm lum nè, đó. Vậy thì nhìn tổng thể từ xa đi. Nhìn từ xa nha. Đó, anh chị em nhìn đi, cây nó đẹp hay sao? Nó kín mít luôn, kinh không? Nó ra kiểu tròng ngọng này, bữa nay nó bự này. Nó tròng ngọng mà bên đây cành nó bự này. Đó ha, cành nó to dày vậy nè. Đó, nó tròng ngọng đó anh chị em. Cái kiểu cây này nó ra như vậy ha. Còn cái kiểu cây này nó ra đứng 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 ha. Rồi quay lại vấn đề nụ, còn những cái cây nào nụ nhỏ thì hoặc là kim hoặc là giờ chưa có nụ thì những cây đó là đang nằm trong giai đoạn điểm 10 ha, điểm 10 cho chất lượng. Hãy tiếp tục đi phân 3 số 16 16 để duy trì cái sự sống cho nó nha. Và em tổng kết lại cách đi phân và xịt thuốc để anh chị em thực hiện trong thời gian này để nuôi cây mai mình dẫn Tết ha. Hôm bữa em có nói với anh chị em là khi nó nở bông gió xong là nó sẽ đi tược đúng không? Là em có nói trong clip trước á, không biết anh chị em có để ý không ha. Anh chị em nhìn nè. Nó nở bông gió xong nó sẽ đi tược ha, cho nên tất cả mai trong vườn của em bây giờ đi tược rất là dữ ha. Nè, nó nở bông gió nè. Nở bông gió xong ha. Đi tược nè. Đỏ nè, đỏ 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 đỏ, đỏ đầy cây ha. Nhìn thấy ha, nè. Nè, nó xì nè. Ồ, anh em chăm dở quá, dẫn đến là không có nụ mà toàn có lá không. Đúng không anh chị em? Thôi kệ nó, mình dốt dốt xíu. Không sao ha, coi như vườn mình chăm ngu ngu không bằng người ta. Nhưng những cái tược này là những cái tược vàng sau này khi mà bước vào mùa xuân ha. Thì năm nay em cũng mới làm clip được năm trước năm nay thôi. Anh chị em mà để ý thì năm trước bông của em cũng nhiều rồi. Đẹp quá trời chưa. Năm trước thì đã làm nhiều rồi thì năm nay anh chị em sẽ bắt đầu theo dõi tiếp nè. Năm nay cứ coi mình thất bại thành công ha. Dục luôn, mai mốt nó mọc lên mấy cây đây thì lượm nó xài. Rồi em tóm tắt lại quy trình xài phân thuốc nha. Thuốc thì anh chị em xịt bọ trĩ, nắm bệnh bình thường ha. Mùa này thì mùa mưa thì cũng ít bọ trĩ thì anh chị em xịt tuần một lần, còn nếu mà cây mà nặng thì cứ 4 3 4 ngày xịt một lần cho tới khi nào mà nó hết bệnh như vậy thì mình giãn ra ha. Rồi nắm bệnh thì anh chị em nhớ con rệp sáp cũng à, con rệp sáp nó cũng ảnh hưởng tới cây rất là nhiều anh chị em ha. Rệp sáp đặc biệt đây anh chị em nhìn nụ nè. Ôi trời, cây này làm nụ nè. Anh chị thấy không? Những cái nụ già này anh chị em. Wow, nụ to như bánh xe bò trong đây nè, thấy không? Nụ kinh kít trong đây luôn nè, nụ bự 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 ha. Đó, có đạn ngoài nè, đó. Đây, đó. Thì mấy mốt cái tàn thông mà mình chơi từ trên xuống dưới thì đấy nổ nở ngoài đây nè, ở đây nè đó ha. Rồi đó, nụ bự đó anh chị em nhớ, mấy con rệp sáp nó cũng làm chết cành chết cây ha. Con rệp sáp nó bu vào trong đây nè anh chị em, nó bu vào trong cái hốc này nè đó, trong cái hốc này ha. Những cái hốc cành này nè, cái anh chị em phải lặt hết bớt cái lá trong đây đi. À, anh chị em xịt thuốc là xịt vào bên trong thật là kỹ cho em, xịt lắc và lắc lại bên trong đó. Xịt thật là kỹ vào những cái hốc cái ngóc ha, xịt kỹ vào. À, xịt luôn xuống dưới gốc luôn nha, xịt đẫm vào gốc luôn, xịt đẫm vào dưới gốc để cho, tại vì con bọ trĩ nó làm dưới gốc luôn ha, bọ trĩ nằm ở dưới đây rất là nhiều, nó làm ở, con bọ trĩ nó sống ở dưới gốc cây nè, đó, xong nó đi lên chứ không phải là nó ở trên đây sinh sôi nảy nở đâu nha, nó làm tổ ở dưới đây rất là nhiều, nó sẽ ăn rễ cho mình khô rễ là một nè, nó ăn ở trên cành thì nó khô cành khô cây ha, em giả sử con bọ nó đậu ở đây, giả sử nó làm ổ đây, anh chị sẽ thấy những cái lá xung quanh nó đen 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 đen, đen 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 dính đầy lá nè, cái đó bị nặng rồi nha, cái đó là bị nặng lắm rồi ha, một thời gian nữa nó làm chết cái cành chỗ này ha. Chết khô cành chỗ này sẽ rớt cái cành này nó sẽ bị chết dần chết dần, cho nên là tránh tình trạng đó là anh chị em phải xịt rệp sáp, anh chị em phải ra tiệm mua thuốc rệp sáp ha, người ta sẽ cho anh chị em thuốc rệp sáp, chị đặc trị rệp sáp về xịt, xịt thuốc thì nó an toàn với cây với rễ ha, chúng ta không có ảnh hưởng gì đâu anh chị em phải sợ ha. Về xịt rồi cái phương pháp tiếp theo nữa, một bí kíp mua em chỉ cho anh chị em ha. Rệp sáp nó cũng dễ trị, nếu cho anh chị em ít cành ít cây trong nhà ít á, rệp sáp dễ trị lắm anh chị em, đã cái xịt nước lúc mình xịt tưới cây á, anh chị em xịt thẳng lên những cái vị trí này, xịt thẳng lên đây, xịt thẳng vào những cái chỗ của một con rệp sáp đang bu á, xịt là rụng hết trơn luôn á. Anh chị em xịt hai lần thôi là rụng hết sạch bon trên cây luôn. Còn cái chuyện mình xịt thuốc để không cho nó lặp lại nè, cho nó chết đi và nó không được lặp lại, nó không được kẹo nữa là mình xịt thuốc vậy thôi ha. Chứ còn cách hay nhất và nhanh nhất em vẫn làm, vườn em cả hơn 100 cây em còn xịt mà không gì anh chị em không xịt, xịt đi anh chị em. Có một vài cây xịt lấy cái vòi nước xịt thẳng vào đây, nó hơi hao nước một chút nhưng mà cứ đè vào cái hốc xịt, xịt vào những góc 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 những cái đầu góc góc này nè, đó là bà chị nó rụng hết ha. À, là con rệp sáp rụng hết ha. Còn nấm bệnh thì anh chị em xịt anh cho côn cho em nha. Nấm thời điểm này anh xịt anh cho côn là nhẹ ha. Mình xịt bằng anh cho côn nó nhẹ thì cứ một gói anh cho côn 100 gram thì pha cho 40 lít nước. Rồi anh chị em bỏ nó vào cái bình 16 lít hay bao nhiêu lít anh chị em xịt thôi. Còn anh chị em là ít mà xịt ít thì tự mình cân chỉnh lại ha. Cứ một gói 100 gram cho 40 lít nước anh chị em tự chỉnh lại.
Về nắm bệnh thì như vậy, về sâu bệnh thì như vậy, còn về phân bón thì từ giờ đến Tết anh chị em sẽ đi ba số 16 16 như em ha. Em đi ba số 16 16 16, anh chị em nào có cái nào đi cái đó. Còn em không có đảm bảo cho anh chị em hay xài cái gì là ngon ha, cái gì là dở ha, anh chị em muốn xài gì cũng được hết đó. Anh chị em có gì xài cái đó, nhưng mà anh chị em quan sát cái cây của mình thôi anh chị em ha, đi như thế nào nhìn cái lá nhìn cái cây đã biết ha. Đó, cây này nó nụ nè, nó là dày nè, Tết lấy gì chơi nè ha. À, Tết không cần chơi nó đâu, Tết lấy gì chơi, những cái đám nụ này nè, những đám nụ này Tết nằm ngoài đây nè, nằm ngoài đây nè anh chị em. Đó, lúc đó mình chơi cái đó đó ha. Đây nè anh chị em nhìn nè, chưa gì mà đã lên rừng rừng như vậy rồi nè, những cái lá non ngoài đây anh chị nè, Tết lấy cái đó chơi đó. 16 16 16 3 gram. Một năm 500 gram cho 100 lít nước, 500 gram cho 100 lít nước, ba số 16 16 16. Anh chị em tưới một cây như vậy, từ một cây lớn như vậy thì một cái cây mà cái chậu chậu 6 như vậy đi ha, là 2 cho đến 3 lít ha. 2 đến 3 lít. Và tưới 10 ngày một lần hoặc 15 ngày một lần tùy anh chị em ha. 10 ngày một lần cũng hàm lượng đó cũng được. Mà 15 ngày chưa sớm thì anh chị em tưới thưa, anh chị em cứ tưới 15 ngày một lần tưới thưa. Còn tưới 10 ngày một lần cũng được luôn ha. Tưới hai lần là 20 ngày. Thì lần thứ ba thì anh chị em có thể rải hữu cơ, nhưng mà hữu cơ thời điểm này anh chị em rải 50% 40% thôi. Rải ít lại ha, rải ít lại, thậm chí là không cần rải hữu cơ luôn. Anh chị em tập trung tưới phân vô cơ mà anh chị em có thể pha mỏng dần ra. Pha mình pha lẳng lặng chút để mình bớt cái hàm lượng phân lại thôi, mình tưới cho nó để nó bớt đi nhanh thôi. Ha, bớt đi nhanh chứ còn tùy vào cái cây nữa anh chị em, khó nói lắm. Cái cây mà nó nhiều tàn nhiều lá như vậy là mình tưới, mình em tưới là em để ý cây, ví dụ như nó đi sung thì mình tưới bình thường, chứ còn mà nó đi yếu là phải thêm vào, chứ không thôi là nó không có đủ dinh dưỡng ăn, nó bạc lá, nó nổi gân anh chị em ha, bình thường ha, và nó làm nó cũng tốt nữa cơ, còn đi nhiều quá thì nó bị cháy rễ thì mệt mỏi ha. Rồi cái đó đối với cây trong vườn của em bây giờ thì hơi hiếm, nó đi sung quá rồi, nó đã sung quá rồi thì không thể nào mà có chuyện mà nó rớt nữa, từ khi nào mình cho quá nhiều thôi. Ví dụ lỡ tay đang cho ký vô ít nước thì nó mới lỡ thôi, chứ mà em đi phân đều vậy sao mà bị lỡ được, không có lỡ được ha, nói chung là không có lỡ được ha. Đó. Rồi đi phân thì từ giờ đến cuối năm đi như vậy thôi ha, thuốc phân xịt là em nói đầy đủ rồi ha, không có vấn đề gì nữa rồi. Còn cái chuyện mà nụ to nụ nhỏ chung quy lại cuối cùng nói lòng vòng nói tới nói lui vẫn là không xử lý gì cả, đúng không anh chị em? Nãy giờ nghe tới nói lui cuối cùng kết luận là anh chị em nghe kỹ đi, em giải thích để cho anh chị em yên tâm, không lo lắng không sợ hãi thôi, chứ cuối cùng thì vẫn là không làm gì cả. Đối với những cây mà không đi tược yếu rễ này kia thì mới xử lý như cách nãy em nói rồi ha, đó là mình sẽ đi DAP kèm kích rễ, anh chị em tưới kích rễ cho em nha. Còn đối với những cây mà đã như vậy rồi thì không cần kích rễ cũng được này đó, những cây như vậy là không cần kích rễ ha. Hồi nãy em nói không có, em nói thiếu cái ý này, những cây mà đã nhiều và đi vào form như vậy và đã bắn tược rầm rầm như vậy là không cần đi kích rễ nữa cũng được. Như vườn của em bây giờ em không đi kích rễ nữa, em đi mỗi ba số 16 16 16 mà nó ra rần 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 ha, nó ra rần rần là bởi thời tiết trời mưa này kia thôi đó. Cái cây này nó đã không, nó đã cao này chắc cao chắc 2 mét mấy, nó bự ha. Đó, lúc đầu nó xấu hơn những cái cây này nhiều, xấu hơn nhiều, bây giờ đẹp hơn cái này nữa đó. Cho nên đời không nói trước được điều gì đó anh chị em ha. Rồi cách làm nụ, cách kích đọt, rồi cách đi phân đối với những cây mà lá nhiều như vậy thì không đi kích rễ, đối với những cây mà không có lá đọt như vậy thì đi kích rễ kèm DAP chứ không tưới ba số. Đó, em nói rất là đầy đủ trong clip rồi, anh chị em chịu khó nếu mà nghe không kỹ thì mình tua lại mình nghe nha, chứ em cũng không biết nói gì hơn nữa, và em cũng không còn nhớ rảnh giờ em nói cái gì nữa. Thôi thì em xin phép kết thúc clip tại đây nha. À, cái cây này bữa nay nó đẹp quá trời luôn, hôm bữa nó cùi bắp ha, hôm bữa nó cùi bắp nhỏ tí tí tí, cái chi cành nó chậm phát triển, bữa nay của nó bật lên sung, trời ơi nó phát triển mà nhìn thấy đã luôn, nó thấy phê luôn á. Bây giờ nó phát triển là chặt cái vườn của mình rồi anh chị em, chặt rồi cho nên em bán một số cây là vậy ha, nó chặt quá em không đi tới lui để làm việc được đó, chứ kể giờ anh Tết tôi còn chặt hơn nữa ha. Đó, cái cây này mới ghép mà nó xum xê chưa, chưa thấy không? Cây này em ghép mà cách đây được mấy tháng em không nhớ, nhưng mà xum xê luôn chưa đó. Cây này bây giờ vô dây là Tết nay là nguyên một cái cục bông rồi ha, nguyên cục bông hoành 70 xù xù 100%. Đây cây này em mới ghép nè, hoành 65 nè, hoành 6 mấy nè đó, mới vừa ghép xong nó đang dính rồi, nó mới dính rồi ha, mới đó. Em cũng mới tháo cái bạc ra luôn nè, bạc che mưa che nắng nè, bây giờ là cho mưa nắng thoải mái luôn ha. Đó, tưới dưỡng rễ cho nó thôi, không có ăn phân gì hết, tưới dưỡng rễ thôi anh chị em ha. Anh chị em thấy mình ghép ha, mình ghép mà mình vẫn tưới dưỡng rễ bình thường, rồi lâu lâu mình tưới phân cho mấy này, còn mình cũng ri nó xíu bình thường ha, không có vấn đề gì. Mình sẽ nói sâu về cái cây ghép sau trong một clip nào đó anh chị em ha.
Và thực ra thì chốt lại là bình thường, chăm sóc cách bình thường, cây mai ghép và cây mai zin chăm bình thường. À, em xin nói thêm ý nữa ha, đối với những gì lời nói nãy giờ của em, đối với những cái cây mai mà nãy mình nói áp dụng cho cả mai ghép luôn ha. Bởi vì chốt chốt lại một câu với anh chị em là cây mai ghép và cây mai zin, cây mai zin nè, cây mai ghép nè, chăm bình thường, giống nhau. Đó là lý do, à, đó là cách làm của em, chăm bình thường giống nhau, anh chị em tham khảo ha, tham khảo thêm xem. Còn em không biết là em nói đúng nó sai như thế nào thì không biết, nhưng mà em nói cho những cái gì em biết thôi, là những cách em áp dụng cho vườn của em thôi. Nên anh chị em nhìn nụ nè, cúc thọ hương ha, nè những cái nụ bên trong nè, anh chị thấy không, nó già nó làm nụ dữ không, thấy không, nụ nè, nó làm nụ nè, đây là những cái nụ bên trong thôi, còn đây là những cái nụ bên ngoài, sau này nó sẽ làm ở ngoài đây nè, mình chơi tết anh chị em ha. Cái nụ đó giờ đừng trông chờ gì, nó nở bông gió hết rồi nè, nhìn nè, nó nở nè, nó sẽ nở bông gió ha, nó chỉ kích thích cái nở, nó bị kích thích cái nở. Thọ hương thì anh chị biết, anh chị em biết rồi ha, nó nở cũng đẹp, nở rụng cũng ác, cho nên là một số anh em không thích. Đây cái cây này của em bên đây nó rậm rạp luôn rồi, nó đen thui ha, xanh đen, giảo đa phúc em ghép đó, thành bành vàng đậm ha, nhiều cánh. Đây em ghép đó anh chị, cây mai ghép nè anh chị em, mai gấp mà cây mai ghép mà để nôn lên hôm bữa đó ha, đó hôm bữa em cưa em làm clip cho vui đó nhớ anh chị. Bữa nay một cành ghép, cành ghép này, đây là cành zin ha, em không cắt, em chưa sửa lại cành ghép này. Trên đỉnh này cành ghép nè, có cái ghép đằng sau rớt lâu lắm rồi không sửa lại luôn, tại vì sợ nó yếu chết cái cây này uổng của mình, cho nên mình rất kỹ, mà mấy cái cây kỹ kỹ mà mất thời gian với nó lắm. Cây mai ghép nè, ghép giảo lập tiếng nè, bữa nay nó xum xuê, cây này nè xum xuê, cây này là cây mai ghép ha, em chơi cũng được 5 năm rồi đó, ha, có sao đâu ha, 5 năm là em chơi thôi, còn cái anh nuôi nó nữa, nuôi được 2-3 năm nữa là chắc phải 8 năm rồi, cây này nhiều khi 8-10 năm rồi. À, em xin kết thúc clip tại đây nha. À, chúc anh chị em chăm sóc để có được một cái cây mai tốt để chơi ngày Tết ha. Đó anh chị em thấy không? Cái cây này cái chậu chút xíu một xíu, chậu có 70 65 70 gì thôi mà cái tàn của nó tới chắc hơn 2 mét. Bữa nay nó bự quá rồi ha, bự quá rồi, tầm ngồng lắm rồi. Đó, chậu nhỏ đi phân giống như này, đi phân ít mà cái cành lá ra tầm ngồng như vậy, anh chị em phân giống nhau, cành mà cành lá ra khác nhau thì anh chị em đánh giá là sao về vấn đề này ha. Một số ít những cây như vậy thôi chứ không phải cây nào cũng như vậy đâu nha, đó là tự nhiên thôi, nó là tự nhiên cái giống đó nó vậy là nó vậy anh chị em ha. Đây, thọ hương nè anh chị, thọ hương đó, thọ hương, thọ hương. Rồi xin chào tạm biệt anh chị em ha, hẹn gặp lại clip sau, những clip nào mà thấy ý nghĩa thì em sẽ tiếp tục quay để đăng lên kênh cá nhân của mình để anh chị em tham khảo ha. À, cây đó bữa quay clip ngắn cho anh chị em xem, cây mà đều là đế đẹp đẹp anh chị em, chửi nhau gì xèo đó anh chị em ha. Đó, bên đây em ghép mà nó ra dài thòn là tí nó phải vô dây nhôm chứ không nó gãy luôn cành đó, cái đó là không để ý nó, bây giờ quay mới để ý nha, gió nó quật gãy luôn á. Cây yếu bữa này, cây mà cháy lá bữa này xì đã ha. Rồi chào tạm biệt anh chị em ha.